tay C của Samsung hết. Nhưng mà bên này là dòng của Note 10, bên này Note 8. Note 10 á, thì cái bọc ở ngoài á, là bọc nhám đen này. Còn Note 8 á, thì nó là trong. Ok, hết cáp. Còn cáp iPhone loại A với lại E75 á, thì về ngoại hình nếu mà mắt thường mình nhìn qua thì mình thấy giống nhau đúng không? Hai loại này nếu mình nhìn qua nhìn thấy giống nhau đúng không? Nó đâu khác nhau gì đúng không? Nhưng thực chất á, cái loại này là loại tốt hơn. Bây giờ cách để Nhung phân biệt á, Nhung nhìn cái loại, cái cách gói hàng này. Cái này là gói dính, gói dính nha, là nghĩa là dán cái này vào đây luôn. Còn cái này là gói mà kiểu mà không phải dính, ở đây là sẽ gỡ ra như thế này. Phải ấy lại vào đây này. Cái này là E75. E75 thì loại xịn. Còn này cáp iPhone X loại A, loại thường. Loại này thì loại bình thường, mức bình dân thôi. Còn về cái cục sạc vuông á, cục sạc vuông bây giờ đúng là khi mình lấy hàng á, mình chỉ nhìn vô mình biết cái này là cục sạc vuông iPhone thôi đúng không? Đâu biết loại nào. Nhưng mà cục sạc vuông á, ở đây sẽ có hai loại. Bây giờ nhìn đi, bên này có một cái loại này là khác, loại này không có. Cái loại này á, là loại cục sạc vuông XS Max 2019. Còn loại này là cục sạc vuông X chống lỗi. Ok, như vậy thôi, rất là đơn giản nhưng mà bắt buộc phải nhớ. Vì nhiều khi mà cộng tác viên mình gửi cho khách thì không sao. Nhưng mà mình phải biết, thứ nhất là giá thành nó khác nhau. Hai cái này giá thành nó cũng khác nhau một cái. Thành ra nếu mà Nhung khách mà bảo là các E75 á, mà Nhung đi loại này thì không sao. Nhưng mà khi mà loại XA1 á, mà Nhung đi E75 á, là bên mình bị lỗ. Ok. Còn cái này nữa, cái này thì cũng ngoại hình nó cũng giống nhau. Cái này một cái của Note 8, một cái của Note 10. Mình nhìn đi, ngoại hình thì y chang nhau đúng không? Mình mắt thường mình nhìn mình thấy nhau. Nhưng có thể sờ, bằng ngoại hình sờ hoặc là như thế nào, nhưng thấy nó khác nhau như thế nào. Như sờ hai này coi, lấy tay nhìn sờ thì cảm giác cả hai này như thế nào. Đúng rồi, cái này nhám, còn cái này là trơn. Đúng không? Cái nhám này á, là của Note 10, Note 10. Còn cái này trơn là Note 8. Thế thôi. Đơn giản nó vậy thôi, nhưng mà vấn đề á, là khi mà khách đi á, khách bảo theo bộ á, ví dụ như là một bộ cáp sạc Note 8 đi hoặc là Note 10 đó thì yêu cầu phải cùng màu nha. Đã lấy dây màu trắng này á, yêu cầu phải cùng màu trắng luôn. Bên này cũng vậy, chứ đừng có lấy mà dây trắng mà cục đen. Ngay cả mình về mắt thẩm mỹ mình, khi mà dây trắng cục đen là mình không thích đúng không? Nói gì khách, hai cái này mắt thường mình nhìn rồi mình nghĩ là chắc là một cáp lại giống nhau đúng không? Màu sắc thì cũng đâu khác gì nhau đúng không? Nhưng mà cái này lại khác một điểm nữa. Cái đầu này, cái đầu khi mà để phân biệt được cáp tai C với cáp micro á, cáp micro là cáp mà để dùng cho những cái dòng Samsung đời cũ á, hoặc là để cục sạc dự phòng. Còn cái này là cáp tai C á, dùng cho những dòng Samsung đời mới. Đời mới là những dòng sau này. Đây, nhìn đi, nhìn nhá. Cái này, cái đầu cáp này này, đầu này này, nó khác đúng không? Nó cắm vào khác. Đây, cái sự khác nhau giữa cáp tai C và cáp micro. Tránh trường hợp mà đi nhầm hàng, bởi vì khi mà trong trường hợp mà nhiều khi mình soạn hàng mình hay bị lầm ở cái chỗ mà cứ nghe Samsung ok vậy thôi mình cứ lấy lấy đằng đây mình không check được. Cái này là micro, nhìn cái đầu nó khác nhau đúng không? Vậy thôi thì người ta sẽ hỏi là ủa tại sao hai tay này cùng giống nhau mà giá nó khác nhau. Thứ nhất là về cái thẩm âm. Thế mà mình là vì nghe sấm á thì mình nghe tai nào cũng giống nhau, nhưng mà thực chất á, cái tai nào càng xịn á thì nghe âm nó êm hơn, nghe nhạc khi mà mình cắm vô nghe nhạc nó êm hơn á. Cái loại chip ở trong nó cũng khác nhau nữa. Nói chung là về phụ kiện thì mình chỉ biết vậy thôi. Để phân biệt được cái loại thường và loại ấy á, là một cái là tai 6S Hồng Kông và một cái là tai 6 thường. Từ để nói đã, học lý thuyết đã rồi ghi sau. Đây nhìn vô nha, nhìn về ngoài hình thì đều giống nhau đúng không? Ngay cả hộp cũng giống nhau. Đây, cái điểm khác nhau là một bên có tem, bên không tem, đúng không? Bên có tem á, là loại 6S Hồng Kông, mà bên không có tem là loại 6S. Thì cái loại 6S Hồng Kông á, nó mắc hơn 6S thường. Đến tay khách á, thì khách không biết, nhưng mà yêu cầu kho phải biết để sao? Để mình đi nhầm hàng thì mình sẽ bị thất thoát tiền đấy, tiền hàng của mình. Cái loại 6S Hồng Kông á, mà cái loại thường á,
biết cái độ chênh lệch của nó rồi, đúng không? Còn cái loại này, loại khác nữa thì loại này mình nhìn nhưng mà mình biết nó khác bởi vì nó là bịch rồi, không sao cả. Ok.